Đúng. À, vip anh em nhá, xách tay vận đấu nhá. Tam hoàng các bạn, tam hoàng. Cánh rất là tốt quá nha. Chơi rất là tốt luôn. Bác nào bộ kết em nào thì alo cho em nhá. Em bán cả hai các bạn. Còn bên tay phải em vừa xách lồng các bác nhá. Đó là chim tam hoàng này các bạn. Em quay cho các bác xem chân nhá. Em này cực đẹp luôn, đầu mặt cực đẹp quá nhá này. Bây giờ nó tối quá rồi các bạn, bây giờ nó tối quá rồi nên là khó xem quá nhá. Đấy, mỏ vàng nhá, chân vàng này quá. Chân vàng ươm luôn các bạn. Ây à, nó đấu con kia hơi sợ này, để em ra em treo ra xa ra một tí nhá các bạn nhá. Con bên cạnh kia nó hơi sợ một chút, để em ra em treo xa ra một tí. Đấy, treo xa ra rồi các bạn nhá, treo xa rồi chơi khá là tốt đấy các bạn. Tam hoàng các bạn nhá. Chim nó mới ấy các bạn, chưa căng. Nó sẽ cứ nhảy cầu nữa. Đây cho các bác xem này, chim đẹp không các bác? Quá đẹp luôn các bác. Nó tốt các bác nhé. Rất là nét luôn các bạn, con này mỏ mau mỏ lắm các bạn. Bây giờ phải nhấc con này ra này các bạn. Bây giờ phải nhấc con này ra bởi vì nó hơi sợ rồi các bạn. Alo. À vâng 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 đây bảo vâng vâng ok vâng vâng. Để em ra em quay con chim nó ngang ngang về đây các bác nhé, cho các bác xem nhé. Chim rất là đẹp các bạn.
gọi chị bảo bảo Thạch lấy phim. Em quay chân tay đồ mặt cho bác xem nhá. Có nhìn này, mỏ vàng này, chân này coi. Đây là, ở đây cái thời tiết nó không được ủng hộ quá nhá, nên là cái việc mà quay em nó ấy, thì nó không được cận cảnh rõ ràng như ngày nắng được các bác nhé. Nó không thể hiện cái độ vàng của con chim ấy, nên các bác thông cảm nhé. Nhưng các bác nhận ở ngoài ấy thì các bác sẽ thấy nó đẹp, rất là đẹp luôn con chim này. Các bác ơi, video em đến đây xin phép kết thúc nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Xin chào tất cả các bác.